ơi, hôm nay gia đình của Tina đến quán chay của ca sĩ Phi Nhung, cố ca sĩ Phi Nhung nè cả nhà. Nhung, thần tượng của mình hai mươi mấy năm rồi cả nhà. Đây, mình tới mình quay để mình chia sẻ, mình ủng hộ cho cố ca sĩ Phi Nhung. Đây. Đó. Thương quá cả nhà ơi, nhớ chị hai Phi Nhung quá à. Mình thích nhất cả nhà là quán của ca sĩ Phi Nhung rất là kỹ lưỡng và sạch sẽ nè, và có cái địa chỉ luôn nè. Xin chào cả nhà, cả nhà ơi, hôm nay gia đình của Tina đến quán chay của ca sĩ Phi Nhung, cố ca sĩ Phi Nhung nè cả nhà. Ở đây là Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5. Đây là cái số phone của quán chay của cố ca sĩ Phi Nhung á. Gia đình của Tina hôm nay đến đây ghé ăn ủng hộ ca sĩ Phi Nhung. Thần tượng của mình hai mươi mấy năm rồi cả nhà. Đây, mình tới mình quay để mình chia sẻ, mình ủng hộ cho cố ca sĩ Phi Nhung. Đây. Đó. Thương quá cả nhà ơi, nhớ chị hai Phi Nhung quá à. Mình nói mình ở về được Việt Nam mình sẽ ghé vô đây, mà tới nay mình mới rảnh để mình ghé vô nè cả nhà. Rồi, mình đi vô quán để mình kêu thức ăn ha. Đây, quán buổi trưa mà cũng đông quá. Đông quá ha. Vậy đi chung với em. Trên lầu à. Đây là quán của ca sĩ Phi Nhung nha cả nhà. Bây giờ mình lên lầu ha. Ở dưới lầu, ở trên lầu đều thấy đông hết nha. Phi Nhung hết rồi, cũng có nhiều người khán giả đến ủng hộ quá ha. Đây, gia đình mình đây. Hết hả? Tình này tình hai, tình hai là hết hả kìa? Còn nữa hả? Trên lầu nữa hả? Ăn đông quá cả nhà. Đây là cái menu của quán cố ca sĩ Phi Nhung nè cả nhà. Có nhiều món ăn lắm. Đây, mình quay sơ cho cả nhà xem ha. Đây, có nhiều món nè. Món đồ ăn chay nha. Toàn bộ là chay không. Bò bía nè. Bò bía một cuốn là 10.000 nha cả nhà. Đủ thứ loại luôn. Nó nhiều món cả nhà ơi. Mình quay sơ cho cả nhà xem ha. Có gỏi rồi nè. À, bầu ngư rồi luôn. Giá tiền khác nhau. Có nhiều giá lắm, nhiều món lắm cả nhà. Đồ chay mà có nhiều món lắm nha. Đây bò bía. Đó. Một cuốn nó dày cui luôn cả nhà ơi. Không thể nào quay mà đọc từ món cho cả nhà xem được. Nó rất là dày luôn. Đó, cơm chiên chay, bún gạo chay, xào chay gì tùm lum hết á cả nhà ơi. Đó. Nó dày quá trời dày luôn. Mình quay sơ ha. Rồi bây giờ mình kêu món. Và nó có cái địa chỉ luôn, nó có hai cái địa chỉ quán chay của Phi Nhung. Mình tới cái quán này á là chi nhánh Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5 nha cả nhà, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là số điện thoại nè. Còn một quán khác á là ngay quận nhất, 31 Đặng Tắc, phường Tân Định, quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Mình thích nhất cả nhà là quán của ca sĩ Phi Nhung rất là kỹ lưỡng và sạch sẽ nè, và có cái địa chỉ luôn nè. Nó có địa chỉ hai chi nhánh luôn. Đó, mình sẽ để số phone vô xuống đây ha. Cả nhà nào mà ở bên Mỹ hay là ở đâu mà về mà muốn ăn những món chay để ủng hộ cho cố ca sĩ Phi Nhung á thì xin liên lạc với cái số phone này ha. Số phone ở trên đó là ở quận nhất. Đó là cho được số phone ở dưới là đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3. À, phường 9 cả nhà, phường 9 quận 5. Bữa đó mình mua không chứ nó có cho tờ cho đâu. Đó, đây mình quay cho nó rõ hơn. Chụp cho nó bỏ hình nè. À, đây là cái bò bía hả? Bò bía chay. Bò bía chay nè. Cuốn như vậy nè, nó không có bị rách cái bánh tráng nè cả nhà. Đó, đây là gia đình mình order ngày hôm nay. Rồi.
đây, mấy anh chị của mình đây. Buổi sáng nó chào anh Hoàng. Đây những anh chị thân quen của mình. Rồi bây giờ gia đình mình mời cả nhà ha. Rồi đây là mình xin chào cả nhà ha, cùng thưởng thức những món ăn chay của cố ca sĩ Phi Nhung nha. Bây giờ mình ăn bầu bía trước nha cả nhà, xin mời. Đây, đây là cái nước chấm của bầu bía của mình kêu nè cả nhà. Đây, đây là món đậu hũ tứ xiên nè cả nhà, đậu hũ tứ xiên chay ha. Đây là chả giò chay, chả giò khai vị. Chả giò chiên mà khai vị nha. Đây là món thứ ba của gia đình mình kêu ngày hôm nay. Mời cả nhà cùng thưởng thức ha. Rồi bây giờ mình tháo cái bao phủ bò bía nè. Bò bía kho cuốn rất là khéo luôn cả nhà, rất là đẹp luôn nè. Đó, rất đẹp luôn. Bây giờ mình mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Chả giò này chấm với gì? Dạ, cướp mà chú nè. Mời cả nhà. Bánh tráng, bánh tráng rất ngon. Người ăn dòng không? Khoai liền. Nước chấm rất là ngon cả nhà, rất là vừa ăn. Chấm ngon mà. Rồi bây giờ Tina sẽ review món. Đây là món kế tiếp, khóa lấu chay chiên giòn nè cả nhà. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức với mình ha. Thử coi như thế nào nha, có ngon hay không. Đây là tàu hũ sữa chiên giòn của Tứ Xiên nè cả nhà. Mời cả nhà cùng thưởng thức với Tina ha. Xin mời. Giòn ở bên ngoài, mềm, có cái độ sữa ở bên trong nha cả nhà. Hay nè, đó, đậu hũ mềm ở bên trong nè, rất là béo luôn, rất là ngon. Mình không cần chấm gì hết, rất là vừa ăn. Giòn giòn ở bên trong thì bùi béo. Rất là giòn, rất là ngon cả nhà, không cần chấm gì hết, rất là vừa ăn. Rồi mình thử món chả giò món khai vị chả giò. Thử có giòn không cả nhà, có ngon không ha? Không cần chấm luôn. Heo giả, giả có lấu, chiên giòn. Không giả giống như giò trường mà anh ấy. Có phải mồm. Đồ chay cũng rất là vừa ăn luôn. Ngon lắm cả nhà ơi. Thơm mùi tiêu, rất là ngon. Mình thử món kế tiếp nha cả nhà, rất là ngon. Đây là món tàu hũ tứ xiên, tàu hũ mềm nè cả nhà, sốt với cà chua nè. Cái trưng bày rất là đẹp ha. Bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức ha. Mình ăn thử món kế tiếp là phá lấu chay nha cả nhà. Phá lấu chay. Hết cái lửa gì không? Nó có lẩu nấm, rồi lẩu chao. Thấy sao? Nó nấm ngon rồi. Rồi nó có lẩu chiên xanh nữa. Lẩu nấm hả? Có lẩu hành ảnh. Lẩu tiêu luôn. Pha lẩu chài. Rất là ngon luôn cả nhà. Rất là vừa ăn luôn. Bích rôm. Ăn đậm đà, không thua kém gì đồ mặn đâu cả nhà. Hãy tới đây ăn thử một lần đi ha. Nếu mà cả nhà muốn ăn đồ chay để ủng hộ cho cố ca sĩ Phi Nhung thì hãy đến đây ăn thử đi, theo khẩu vị của mình rất là ngon, number one luôn á cả nhà.
nếu mà mình cho sao mình có thể mình cho 5 sao. Đó là cái khẩu vị của mình nha, mỗi người mỗi cái khẩu vị khác nhau, nhưng mà khẩu vị của nhà hàng cố ca sĩ Phi Nhung ngày hôm nay á, làm cho mình ăn rất là vừa ăn luôn, rất là ngon. Cho nên bây giờ mình thử món kế tiếp nha. Rồi bây giờ mình ăn đậu hũ trắng tứ xiên sốt cà nha cả nhà. Xin mời, còn nóng hổi luôn nè, khói nó lên luôn rồi cả nhà. Rồi bây giờ mình ăn ha. Xin mời cả nhà, xin mời. Cái này ăn không được nhai, không ngậm đi cho nó tan. Món này á thì đối với mình á mềm mại, để vô miệng là nó tan ngay. Nhưng mà đối với mình nó hơi lạc. Mình phải cho một tí nước tương nữa cả nhà. Một tí xíu nước tương nữa. Một tí xíu nước tương nữa thì có thể nó vừa ăn hơn. Một tí xíu nước tương nữa rất là đậm đà, rất là vừa ăn. Mình ăn không á thì nó rất là lạc, mềm mại. Mình nghĩ là cái món này á, mẹ chồng mình thích lắm. Tại bà thích ăn mềm, cho nên cái món này mình nghĩ là mẹ chồng mình rất là thích luôn. Đây là cái món tàu hũ mềm tứ xiên xếch cà chua, ăn rất là ngon. Nói chung món nào cũng ngon cả nhà. Rồi bây giờ mình thử thêm món kế tiếp nha. Rồi mình gia đình mình kêu thêm cái nồi lẩu nè cả nhà, nồi lẩu chay nha, và một dĩa bồi của nó nè. Wow, có bún nè, có ba cái gia vị của đồ chay nè ha, nấm rồi cải rồi cần ô đồ nè, đó có đủ loại đồ chay nè. Rồi bây giờ mời cả nhà ăn lẩu chay với gia đình mình ha. Rồi đậy lại cho nó sôi rồi mình để ba cái gia vị này vô. Rồi bây giờ nồi lẩu nó xay ngục ngục rồi cả nhà ơi. Mình mời cả nhà ăn lẩu với gia đình mình ha. Bây giờ mình múc nước rồi mình cho nó vô cái chén. Anh xả bình nước cho mình. Rồi mời cả nhà ăn lẩu nha, lẩu chay nha, ăn bổ dưỡng nè, cơ thể. Rồi bây giờ mời cả nhà nè, nó nóng hổi luôn nè. Đó. Mình thử miếng nước trước nha. Không niêm niếm vậy đó, thử miếng nước trước. Rất vừa ăn nè cả nhà ơi. Không cần niêm niếm nước tương hay là cháo gì hết trơn cả nhà, rất là vừa ăn luôn. Tuy là mình bỏ bún vô rồi mà cũng rất là vừa ăn nha. Mời cả nhà. Rất là vừa ăn luôn cả nhà ơi, ngon quá. Ngon quá không? Rồi mình xin tạm dừng một chút xíu ha, mình ăn hết cái nồi lẩu rồi ra cái bill mình quay tiếp tục cho cả nhà xem và cái bill của ngày hôm nay gia đình mình ăn như thế nào ha, bao nhiêu tiền. Đây cả nhà ơi, cái bill của mình đã ra rồi, mình kêu tổng cộng là 7 món, 707.000 nha cả nhà, 707.000. Mình kêu là chả giò 90.000, bò bía 6 cuốn 60.000, phá lấu 85.000, đậu hũ hoàng kim 90.000, đậu hũ tứ xiên 90.000, lẩu nấm 280.000, 7 cái khăn lạnh 12.000, tổng cộng là 707.000 nha cả nhà. Đây là cái bill của gia đình mình ăn ngày hôm nay cho 6 người ăn. Thì cái địa chỉ mình sẽ cho cả nhà xem lại một lần nữa ha. Thì cái địa chỉ trong cái bill hóa đơn này thì của Nguyễn Chi Thanh. Thì mình sẽ ghi cái địa chỉ và cái số phone của quán ăn cố ca sĩ Phi Nhung ở trong video hoặc là ở phần mô tả ha. Nếu mà cả nhà nào mà có thích cái quán này mà đến đây cũng biết được cái địa chỉ và cái số phone địa điểm để tới đây ăn ủng hộ cố ca sĩ Phi Nhung ha. Gia đình mình ăn ngày hôm nay là 707.000. Rồi bây giờ những món ăn gia đình mình rất là thích, rất là ngon, rất là vừa ăn đối với gia đình của mình. Thì bây giờ video cũng xin kết thúc.
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Nếu mà cả nhà thấy video này hữu ích, share rộng rãi ra ha, cho bà con bạn bè xem, người cho biết được cái quán ăn của cố khoa nhiệt cố ca sĩ Phi Nhung. Và cả nhà đừng quên nhấn đăng ký, like, share, nhấn cái chuông để tiện theo dõi video kế tiếp hành trình mình ở Việt Nam ha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại video kế tiếp. Xin chào, bye bye.